Yo, chào tất cả mọi người, mình là Pammy. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Pammy sẽ chơi Roblox game Alone. Thì game này là phải bỏ ra 100 Robux thì mới chơi được. Yeah. Thì sau khi mình bỏ ra thì mình mới thấy là game này cũng đáng bỏ ra 100 Robux, thì nó quá đẹp. Rất là đẹp, rất là hay. Cái chơi game này thì nó rất là giống cái series mà The Walking Dead đó. Mọi người nào ai có xem cái series đó sẽ biết. Nói chung game này là thuộc chính xác luôn á, thuộc về sinh tồn, vừa sinh tồn vừa giết bọn zombie mà vừa phải giết người chơi nữa. Ok, thì nếu như các bạn thích cái video này thì đừng quên bỏ lại một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình và Pammy để nhận nhiều video mới nhé. Và đừng quên click vô cái chuông bên cạnh đó. Yeah. Ok, thì hiện tại bây giờ là mình đang ở trong cái zombie á, thì mình làm được một số đồ như thế này. Ok, có hiểu rồi. Ừ, mua đi, mày có tiền nào mày mua tiền đó, mua đi rồi lát nữa tao ra tao bắn zombie tao kiếm tiền sau. Tại vì có tưởng đâu là nó bắn nó làm theo kiểu là phải bỏ ra hai cái mới mua được. Nghe tao đang bắn thử súng nè. Ok, vậy thì mình chắc là mình sẽ mua cái súng này đi. Đó, cái súng này đây. Súng gì vậy? Mà pam 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 pam, tao bắn hồng tâm luôn, thấy ghê không? Đâu. Ở sau nhà á. Pam pam pam. Có bullet để sử dụng hả? Pam 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 pam. Hay quá, game này có vô double bullet gì double bullet. Ồ, mày đâu rồi cứu? Tao đây. Quay, tao ra rồi nè, mày đâu? Ủa, có thằng nào cóc đỏ vậy? Ủa, đâu phải mày đâu? Tao này tóc đen nè, mày đâu rồi? Tao đang trong shop nè. Đi ra ngoài ba, cái mình bị đi vô trong võng chi? Rồi, tao ra ngoài rồi, mà quay trái rồi, đi thẳng vậy. Đây nè, mày nhìn lên cái bản đồ, mày thấy cái màu trắng nè. Rồi, thấy rồi, cứ này chạy như đúng rồi không ơi. Ở đó, đâu rồi? Ủa, mày chạy đâu vậy? No. Trời ơi, ông nội, ông ra ngoài luôn ấy à. Trời, mày nhìn... Thấy rồi, nhìn chưa có quen. Ủa, nó mua cái súng gì vậy, sọt cưng hả? À, cái súng... cái thông sinh. Đây là cái thông sinh ở trong đột kích phải không? Thông sinh á, mà thông sinh thường chứ mấy thông sinh gold. À, mà gây này chỉ có 30 viên à. Cũng khá là cụ bắp. Thông sinh kia tới hình như... Nó bắn kìa. Ở sau lưng á. Bắn nó đi, bắn cầm súng lục nó không nổi. Biết rồi ba, từ cầm súng lục. Mày. Rồi chạy rồi. Quá còn không thấy đường luôn á. Ừ. Ok, né ra đi. Ôi, bên kia còn thằng nữa kìa. Rồi nó nhây thiệt chứ. Ở đây thì nó giết mình. Nó thích nó giết mình thôi. Thì trong đây rất là nhiều thành phần mình cũng không biết được. Đó kìa. Chạy đi. Vô trong này lượm đồ nè. Rồi. Ở đây không biết có zombie trong đây không? Thì hồi nãy cái khu mà mình với anh Kia đứng ở trong á là cái khu an toàn. Là dạng như ở trong đó là nó có những cái hàng rào chắn lại để không để zombie vô. Và ở trong đó mình không được sử dụng súng. Khi mà đi ra đây thì zombie tùm lum á. Quay tao mày đi ra đây chi vậy? Ở đây không có cái gì. Ấy. Đứa nào nhây vậy bay? Ủa, còn sắp hết máu rồi. Ê, khoan, còn 82 giọt, chưa chết đâu. Trời, nó bắn nhây vậy. Ý, chạy. Để tao bắn nó. Mày. Rồi, hết đạn. Đợi xíu. Để câu gà đạn đó. Được mấy viên, được mấy hộp đạn. Mày mất dạy hả con? Tao núp sao gốc cây rồi. Mày. Dạ, tao bắn nó xịt máu luôn rồi kìa. Ồ, hay vậy. Cố lên. Nhưng mà nó chưa chết. Nó chơi quy cái AK, tao chơi súng lục. Quái. Mày. Bắn cái đi cụ. Trời ơi, đi nguyên tập đoàn nó luôn, nguyên cái team nó luôn á. Mày áo đỏ mất dạy, áo đỏ. À, núp bắn sau lưng. Đó rồi. Bắn sau lưng nè. Đi hết đạn, chạy đi cứu. Mày đâu rồi? Rồi, thấy rồi, chạy đi. Tao còn đạn súng. Ủa, mày có mấy cây đạn thôi hả? Thì con có hai cây chứ nhiêu. Hai cây súng nhiêu mới mua có hai cây à. Chứ chết cha rồi, bây giờ đường nào để chạy qua bên kia. Rồi chạy nhanh đi. Rồi tao đang chạy lại đây. Ôi, mấy thằng niên này manh động quá, mình mới vừa vô chưa kịp gì hết. Ok. Chạy theo tao nha, nhanh nha. Chạy vô trong nhà ba, chạy vô mấy trong nhà để lượm đồ nữa. Ừ. Đây nè, đằng sau này đây có nè, có nhà xanh nè, có nhà xanh nè. Xanh này, à nhà xanh cửa. Ê, zombie. Ok. Ao, quên. Bắn nó. Mày. Ý, ý, giờ chó. Bắn. Yeah, chết zombie. Yeah. Oh man. Bảo vệ nó bị dính rồi, bảo. Ủa, sao mà không bảo vệ nó trong này chi vậy?
Thì nó bảo vệ chỗ này. Cứ uống thì lụm nước cũng đi. Ừ. Để coi trong đây còn gì nữa không? Lụm hết luôn đi cô. Có amo hay là weapon gì không? Thì cái này á là cái đồ vật á là khoảng chừng một phút là nó sẽ spawn ra một lần. Nên là mình cho dù mình đứng đây á là zombie nó cũng hiện ra lại, mà cái bình nước nó cũng hiện ra lại. Đúng rồi, mình chơi xong là phải có nhiều người khác chơi nữa chứ. Rồi đi kiếm chỗ khác đi. Bên kia có mấy container kìa, đi qua coi mấy container nó có gì chổng không? Cái chỗ này tao vô rồi, cái chỗ này hồi nãy có đi ngang qua rồi. Nó đó, có thằng kìa, có thằng kìa. Cho tao bắn với, tao hết tiền rồi. Thì mày bắn bên kia, cái con bên kia kìa, mày bắn con bên kia đi. À, rồi ok, anh đã thấy cưng. Hello anh cảnh sát. Mày bật inventory lên coi mày được bao nhiêu tiền rồi. Từ đợi xíu. Yeah, chết nó rồi. Cái game này cất súng cũng khá là đẹp nữa. Được, nói chung mà cái game này nó rất là chân thật. 389 tiền, 384 tiền rồi nè. Ừ, cái đó có cái nhà nè cu. Không, có vô rồi, trong đó không có gì đâu. Cái nó có spawn ra gì không? Không, qua đây nè. Ok. Cái này từ cái lúc mà nó di chuyển súng, cái người quay hay nó cầm súng nó chạy rất là đẹp nha mọi người. Qua đây nè. Ủa cái đâu vậy? Cái cầu nè. À rồi, mình lên cầu rồi hả? Ô, không qua được mày ơi. Cầu này nó không cho qua bên kia rồi. Chắc cái bển là thế giới khác á. Quằn ra đi. Chắc vậy á, giống như gà ta qua thế giới khác. Phải hoàn thành nhiệm vụ. Ô, hình như ta thấy cái này nó có nhiệm vụ nè. Ờ, zombie nó hiện ra lại kìa. Qua nhận nhiệm vụ. Yeah, level up. Level up rồi hả? Lên được level mấy rồi? Không biết nữa, không thấy thành server thành level. Bấm inventory là mới thấy được. Qua đây nè cô, đi qua đâu qua đó vậy? Từ, thế coi. Character, ta có được một tờ giấy với một cái level 3. Có 175 tiền. Có người kìa, qua đây, nhanh lên. Rồi, ta đang chạy qua nè. Ok. Rồi, cất súng vô, chạy. Trời sáng rồi. Ồ lộn, cũng đi đường nào vậy? Nè, mày thấy trên đó mày thấy đúng màu xanh không? Thấy biết rồi, ý tao đang kiếm đường tao qua. Tao là trắng, mày là xanh, còn bên tao là mày là xanh, tao là trắng á, lộn, tao là xanh, mày là trắng á. Sao mày nói mà tao quýu luôn là sao mày? Mày qua đây nhanh đi. Tao đứng kế bên nè ba. Ủa có người ở đây nè, nhiều lắm. Nó đâu bắn đâu kìa. Đang giết nó đây, gà đạn đó hay quá, chết nó rồi. Cái súng lùn nữa, thiệt tình chứ. Ghe lại lụm súng của nó coi được không? Ôi mất luôn rồi. Hàng tóc đỏ. Mày cái bưởi. Đợi xíu coi đây. Ừ. Đang ra lại nè, đợi xíu. Chết rồi hả? Ôi súng gì mà yếu hơn cái súng lục luôn, lầy thật chứ. Hàng tóc đỏ nè. Tóc mày đỏ hả? Mày giết kia hả? Mày dám giết kia hả con? Mày gài đạn gãy. Nó bắn tao no. Quất nó. Ừ. Thì nó. Nó vô nhà rồi. Trong kịp thời nó không bắn. Ai? Ê mà trời ơi, bị máu nhiều mến Thượng Hải giết rồi. Trời ơi. Tao bị anh Hồng Kông giết rồi. Hai thằng lượng khó bắn quá mày. Vãi. Rồi ok. Chúng mày dễ đâu. Ủa, cái súng á, thông sinh này bắn dở lắm hả cô? Ừ, à, bắn gì đúng yếu luôn á. Chỉ có được cái bắn nhanh thôi. Nhiều đạn nữa. Vãi. Ok đi thôi, đi vô mấy chỗ nào lụm đồ lụm tiền nhé cô. Đi kiếm zombie đi. Ok, đợi xíu. Coi còn gì sống sót không chứ trong thành phố bán đồ ấy không mà không có đồ ăn, không có gì hết trơn. Cẩn thận nha, coi chừng bị móc nha. Ừ, cầm súng theo bên mình luôn. Đi nè, đi qua đây nè. Ôi, trong này có gì nè? Trong này có zombie nè. Ok. Ôi vãi, nhìn xuyên tường. Ôi. Gái, zombie gái. Ôi, ok, hên quá, giết được nó rồi, đúng không? Rồi vô trong nhà luôn nè. Đó, còn wow, quá trời. Ôi, luôn. Đâu quá, cái gì sao đẩy con vô trong gì vậy? Ok, để thằng cảnh sát lại cho tao. Mày hay quá. Tao nè. Ơi, Slenderman. Rồi, hay quá, nó chết rồi. Nó không phải Slenderman nha mọi người, nó là phiên bản nhìn giống mặc đồ giống thôi, mình nói Slenderman cho nó thuận miệng á mà. Rớt cào lao. Kệ hỏi mày. Đang xin tồn mà đố nuốt từ lô. Từ lô được không mà xin tồn mà nuốt từ lô cho nó có. Đạn rồi, tao hết đạn rồi. Nó cứu. Ủa mày hả, tưởng thằng nào chứ? À không, con thằng nữa đó. No. Who shoot me? No, zombie. Con. Ra đây. Cái thằng nhỏ chết rồi. Rồi, zombie cào chết luôn rồi. Gì vậy? Oh no, đứng ở đây tao còn lại, zombie cào tao chết rồi. Hết đạn rồi. No. Mày không ra đây, ra đây. Ủa mày đâu rồi, mày về thành rồi hả? Ừ, về thành rồi, giờ tao đang chạy ra lại à. Ủa vãi, chạy thẳng ra nha, tao đang đứng thẳng nè.
Ủa mày đang ra hả? Đâu phải đâu. Đó kìa, thấy cái chấm xanh trên màn hình không? Ấy lộn, thôi kệ mày, mày chạy ra hướng đó cũng được, tao chạy qua bên này cho. Ủa, trời, phải dừng lại mới bắn được. Thì đúng rồi. Làm hồi nãy tao vừa chạy, tao vừa bắn mà tao bắn không được, nó cào tao chết luôn. Đây nè, qua đây nè. Biết rồi. Ok, đây nè, đi qua đây nè. Biết rồi. Cứ đi đi. Bên kia có con zombie nữ, sao tao bắn nó hoài mà nó sống lại hoài luôn. Đúng rồi, nó cứ khoảng một phút là nó sẽ spawn một lần. Ok, ở đây là cái tòa nhà nào vậy? Ê, có thằng nào bắn kìa, chạy vô nhà đi, nào bắn kìa. Nó có gì nè, đồ ăn nè. Lên đây lượm nó cứu lên. Rồi, tao đang chạy lên, nè. Ở chợ nó có zombie hay gì không? Không, trên này là thoải mái. Tầng mấy vậy? Cái trên cùng luôn á. Ok. Ôi, ở đây có một thằng gì đây. Sao quá, bắn không tới ghê chứ. Thiệt ơi. Mua súng nhắm mà bắn người ta. Rồi ok, tao lên tới rồi nè. Ok. Nước uống, trời nãy giờ nước quá trời luôn á. Vô bán nước không mà má chắc mở nguyên cái tiệm tập quá luôn quá. Mày bán chi, mày để dành mày uống thôi. Té mày. Té xuống đây có chết không? Thử đi. Game này chân thật lắm á nha. Vậy hả? Ừ. Hồi nãy giờ tao chưa có cái thử là rớt xuống có chết hay không á. Nhảy đi. Trời. Vãi. Ok, xuống được rồi nè. Đúng nhanh luôn. Nhập cua ba. Đâu rồi, mày đâu rồi? Ok, tao nhảy xuống đây. Đâu mày nhảy đâu? Đó, tao nhảy theo cái xì tai bắt cua. Rồi. Có mất máu đâu rồi. Còn 93 máu mày. Nhiều. Ê, có cái rồi vô hotel kìa, vô hotel đi. Phải mày vô hotel làm gì? Vô hotel bắn zombie ba. À vậy hả? Trong sáng chứ đi ba. Đang sinh tồn mà, mày nghĩ cái gì vậy? Tao đâu nghĩ gì đâu. Ê, đứa nào bắn vậy? Tao bắn á ba, tao tưởng cái bóng đèn, tao tưởng zombie. Ê, lấy cái màn hình về chơi game mày, lấy màn hình về chơi Roblox kìa. Màn hình bao nhiêu inch vậy? Nguyên cái app cái gì, nguyên cái iMac luôn á. Ủa iMac hả, chứ không phải màn hình hả? Nó, Ủa iMac chứ không phải ai rẻ hả? Rẻ chứ, hàng ham rẻ không. Kệ họ mày. Ủa mày lên lầu hồi nào nhanh vậy? Nó không cho mở cửa luôn mày. Ờ, không tùy cửa, có cửa mở được, có cửa không mở được. Cái cửa nào nó mở sẵn thì mày vô được, còn không thì mày nghỉ vô vậy thôi. Ok. Để tao lên nhà thang tao kiếm mở tiếp. Mở sẵn ha. Ôi lượm được cái lock pick mới ghê chứ cái đồ mở khóa. Còn gì giống không? Bên này nữa. Ok. Ôi, có cái giường nữa kìa, có cái giường, cái giường như cái đèn ngủ, có cái tivi nữa, trời ơi, cái tivi băm 2 inch luôn. Nè, ở đây cũng có tivi nè nhưng mà đâu lấy được đâu. Hả, phải chị ở trong đây lấy về xài ha. Ôi trời, thanh niên nào mà chơi ác vậy, nó chơi nó chặn hết đường luôn rồi, không cho lên luôn. Chặn hết đường thì nhảy qua, trời ơi mày. Sao nhảy được? Mày nhảy thử coi, nè cho mày đập đầu rồi nhảy lên luôn nè. Ok, 1. Rồi lên đi. Hết đường đi rồi, hết đường rồi. Nó để gì thôi chứ cái đó là bức tường á. Ôi xuống đây sao cả. Đẩy xuống. Từ. Ok, có xuống được rồi nè. Trời ơi, có xuống, trời ơi, có xuống đúng dễ luôn á. Ai da, chết luôn rồi. À, hay quá, cao mức 5 giọt. Tao còn 15 giọt à. Nãy giờ nha. Ê, zombie. Rồi, tao thấy nó rồi. Để tao. Này, bưởi. Vô nè. Ui, trong đây có gì nè, cây búa. Ok. Búa thò hả? Không, búa đóng đinh thôi ba, búa thò. Phải, tưởng nó búa thò chứ. Ở đây có đồ ăn nữa nè, candy bip nè. Tưởng okay, nó candy là kẹo rồi, ra. Ở trong này là nguyên cái trạm cứu hỏa luôn hả? Phải không? Đó, đó, xe đó, nguyên xe lửa nè, nguyên xe cứu hỏa nè. Ui, cả mày lên đây nè, cu, lên đây nè. Ủa đâu vậy? Từ ba. Đó, zombie hiện lại rồi. Nè. 1 2 pam 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 pam. Rồi bắn 10 viên là nó chết. Đây nè, sau lưng mày nè. Trời ơi, nó cũng phải nhảy, cũng phải đi đường vòng nó ngựa dễ sợ luôn, có cái tường nhảy qua được rồi. Rồi ok, mày đang đâu vậy? Nè, đi qua đây nè. Hồi nãy có cái hồ nước tao xuống tao bơi thử mất hết 15 máu rồi. Chơi ngu. Ở đây tiếc không mà nhảy xuống lạnh teo và stream. Ê, có cái hãng gì kìa, hãng gì bển kìa? Salvation. Salvation chứ lộn. Ê, chậm xăng, có con ma mặt yếm, ủa phải. Thì mày vô đó đi coi, hồi nãy có vô đó okay. Rồi. Ok. Tao, không, tao mới giết nó bên ngoài thôi chứ tao chưa vô trong nữa. Đấy, cái chỗ này giống như chỗ của Hollywood ấy. Ok, lụm cái sticker này lên. Trong đây là gì đây, cái băng gì đây? Mày là bưởi. Nước. Ôi, hai zombie ngay cái này luôn. Coca. Ôi, ê, qua bên kia là hết phí rồi kìa. Ủa này là gì đây? Ồ.
dây điện hả? Ồ ngon, có cái dây điện rồi. Nói chung là mấy cái này theo như mình nghĩ là có thể sử dụng để mà làm một số đồ gì đó đó. Ok, mày chỗ nào rồi cô? Tao cho mày mới vừa về thành nè. Thì hiện tại giờ hồi nãy mày AFK thì tao biết được cách kiếm được tiền cho những người mới luôn. Có luôn hả? Đâu chỗ nào đâu? Đi. Hồi nãy giờ là một thời gian ngắn mà tao đã kiếm lên được khoảng 3.600 gần 4.000 rồi. Ghê vậy. Ok thì bây giờ là ê đi theo tao nào tao chỉ. Thôi mày khứa mất dạy đứng ngay cổng nó bắn người ta không cho người ta ra, không cho người ta vô luôn. Tao ra cưng tim luôn, bệnh gì cứ. Bò shop phương. Đi theo tao nè. Rồi. Rồi. Để tao bán đồ thôi, đi theo đi bán đồ một chút thôi chứ đâu làm gì đâu. À tao cũng rồi, có mấy cái đồ để bán nè. Chủ yếu là đi ra ngoài này nè. Đó. Hay shit shop. Đi. Đi ra đây lụm nè. Thì ở bên này á là mình mới vừa biết được một chỗ á, là lụm được cái búa với lại lụm được cái ống tiếp sắt. Thì hai cái đó là khoảng một thời gian á, là chừng một phút á là nó sẽ ra một lần. Thì lúc đó mình chỉ cần đứng đây mình canh với lại mình giết người thôi. Cộng thêm cái búa với lại ống tiếp hả? Là bán được nhiều tiền á đúng không? Là mình sẽ được lên tiền khá là nhiều. Lên rồi. Tiền đây này đi hẳn tới là thấy á. Đây nè, đó, cái chỗ này nè. Đó là nó hay spawn cái búa ra ngay chỗ đó, này. Cái búa này. Lượm đi. Rồi. Đi lên lầu 1 nữa nè. Ok. Đứng lượm đó trong khoảng chừng nữa 15 phút 20 phút gì đó là mình đã lên được khoảng 3.000 mấy 4.000 rồi. Dễ sợ thiệt. Rồi thấy rồi. Đó, là nó sẽ khoảng 1 phút là nó sẽ spawn ra lần. Ừ. Ở đây chỉ có hai món đó thôi phải không? Ở bên đây có gì nữa nè? À miếng gỗ. Đi nè. Đi theo thanh niên này kiếm thử coi. Thì cái cách đó là cách để kiếm tiền nhanh nhất để mà mình mua súng thôi, chứ còn mà kinh nghiệm thì mình cũng chưa rõ. Thì nào mà có cách nào để mà dễ thanh niên này bắn gì? Ôi đừng đó. Đấy người lạ kìa. Đừng. Đó. Việt Nam. Việt Nam hả? Việt Nam. Ok đi nè. Bây giờ là nguyên một giấy Việt Nam trong này rồi đó. Ok, được vài thành viên rồi. Ủa có add vô không? Có add đâu được đâu. Hình như add này chỉ có 2 người à. Squad là hình như được có 2 người à. Trời, ông chạm cái đầu ông lắc kìa. Trời ơi. Đầu ai lắc? Đầu tao. Lúc mà chạm mà nhìn ngược lại thấy cái đầu ông lắc qua lắc lại qua lại. Coi nào rớt cái đầu xuống trời. Lỏng móc. Mày con nó là bộ đồ đúng rẻ luôn. À. Chưa mua giáp hả cu? Chưa, có chưa mua giáp. Ôi ra cái đường cao tốc rồi nè cu. Tao được khoảng 4.500 tiền rồi nè. Trời con nhân vật nén đi. Ôi sắp chết rồi, con sắp chết rồi. Bên kia kìa. Giết nó đi, con sắp chết rồi. Để con ăn là cái trò ơi, má ơi mém chết thiệt tình chứ. Gài đạn vô. Sao gốc cây kìa. Hốt nó anh em. Mày yeah, rớt cái đầu rồi, chỗ nó xài súng nhắm, ủa không? Trời nó xào nguyên cái 51 luôn hả? Thiệt tình chứ. Ủa ghê thật luôn á, nó đi theo nó bắn gì đúng rồi. Ủa nó đi về thành rồi. Ồ vãi. Thiệt tình chứ. Ôi mình okay, giống người đang ở Cô hồi nãy có đi ngang bên kia, có thấy bên kia có bán xe đó. Nhưng mà con vô con mua không được. Không được, hết tiền hay là không cho mua. Nó không cho nói chuyện luôn á. Ở đây có gì nè. Thì chắc nó đang update á. À trời ơi. Đó. Sức đỏ hà mà mình tưởng cái gì chứ. Con zombie kìa. Ok, dí nó đi. Ê, ở đây có cái nhà. Ok, vô nhà. Pum. Trời, thanh niên cầm súng dễ sợ, zombie chổng kìa. Ok, vãi. Cú hồn xí mé. Ở trong có gì không? Có nước ngọt với là cái lược, chảy đầu không? Cúp nè. Có cái lược luôn hả? Ừ. Vãi vậy. Ê, ngoài này có đồ ăn nè, ok. Ở đây có barbecue ngoài này nữa rồi cô. Đâu barbecue đâu mà barbecue. Ló lò nướng kìa. Cái đó là cái trà ở đâu ra lò nướng mà. Cái đó không phải cái lò nướng. Có lửa là bắt chảo lên nướng hả mày? Á lộn, bắt vỉ lên nướng rồi. Ok, bây giờ là thanh niên kia biết tới chưa nữa. Hiện tại giờ mình thanh niên kia chỉ mình chỗ để kiếm kinh nghiệm. Zombie dưới sau lưng kìa. Ok, trời làm lẹ dễ sợ. Rồi đi nè, đi qua đây luôn nè. Ôi, ở đâu vậy? Ở đâu bắn tao vậy? Nôn, tao mất máu rồi. Nôn. Vậy ở đâu ra ba? Đây có mấy người à? Trời ơi, tao bị mất máu kìa. À hay là do tao chạy nhanh quá tao bị mất máu kìa. Tào lao liên quan gì ba? Ôi chứ sao kìa, như tao bị mất hơn nửa cây máu luôn á. Ai bên kia kìa, tao thấy có em phát súng bên kia. Ở đâu? Hướng này nè, hướng tao đang nhìn nè. Hướng mày đang nhìn là hướng. À bên này hả? Ừ.
Tao thấy có mấy viên đạn nó văng từ đây văng qua nè. Ủa có quá, tao không thấy được. Ê, còn rồi, tao thấy rồi, đây. Quay, rồi, chết luôn. Nó lụ đạn. Sao vậy? Tao bị súng nhắm bắn thì sao tao chịu nổi. Súng nhắm hả? Ừ. Mày có mấy container. Có mấy container bên đây để qua coi có gì. Ê. Tao thấy nó rồi. Chạy, súng càng. Trời ơi, toàn là súng mắt, súng toàn là súng kia không, thiệt tình chứ. Làm sao mà mình đủ tiền mình mua được. Gai chạy. Không đủ tiền mua rồi đó, thua rồi đó. Chết luôn. Ê. Chết luôn rồi hả? Nó cầm nguyên súng càng, nó bắn tạt. Ồ phải, súng càng là ăn hành rồi, súng càng sao chơi. Người ta cũng nhấp được gần chết luôn á. Ồ men. Ok, bây giờ là mình sẽ mua cái súng Ruger này, thử xem Ruger này có nhiều tiền rồi. Chưa biết nữa. Có 512 tiền, biết mua được gì ta? Để bán đồ đi. Bán như búa đi là sẽ có. Ok. Đó, thì cái cách đó là cái cách mà dành cho người nào mới vô mà có khá không có tiền mua súng á. Vô đó là bảo đảm là đứng 15 phút là có tiền mua súng thì. Cái đó người ta gọi là lụm dây chai, đó. Lụm dây chai bán kiếm tiền, đó, tính là bán dây chai lời kìa ta. Ok, rồi mình đã đủ tiền rồi đó, bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài. Đây. Kéo mấy cái súng này ra một bên đi. Ủa, anh Niên cầm nguyên cái súng, nguyên cái baret vàng luôn, dễ sợ thiệt chứ. Nè, tao có cái súng mới nè cu. Ủa mày đâu vậy? Tao đang bán cho nó. Select an item to sell. Cái súng này cũng được á chứ, trời ơi, súng này bắn cũng xa nè, mà được cái bắn thường viên thôi chứ không có gì. Ok. Bán tiếp cái này. Tao còn 9, tao tới được 974 tiền rồi. Ok, qua đây nè cu, qua đây mua súng thôi coi mày có súng gì. Ok, gần 1.000 tiền, không biết mua được cái gì. Ở đây thì là cái skin súng nè. Skin súng nó mắc lắm, chứ không phải rẻ đâu. Ok, what do you want? Súng nào được ta? Chip F nào, ok. MP5, trời tới 1.400 lượng ghê vậy. Cắt mình lấy gì cả? Ồ, Uzi tới 5.000 mấy luôn. Dễ sợ thì chứ. Rồi, cái thông tin của mày tới có 604 mà nghe đồ vẫn dở lắm. Wow, có thể có khả năng nâng cấp súng luôn nè mày. Tiền mua súng không có nâng cấp. Không, nâng cấp súng lên cho súng nó ổn định hơn nè. Shotgun 9.000 mấy với 4.000 mấy. Ôi súng nhắm luôn nè, ghê thật. Ok, để mình coi thử bên này là cái trời gì đây. Trời ơi, cái baret tới 20.000 rồi cô. Wow, không đủ tiền mua. Hả? Cái gì? Cái baret tới 20.000. Trời ơi, mày coi cái level của mày đủ thì mày mua, còn không đủ thôi khỏi mua. Bởi level mười mấy, hai mấy không à. Thì bởi vậy tao mới nói. Ta được katana. Trời, tưởng nó katana rẻ, katana tới 5.000 mấy luôn. Ồ vãi. Trời. Ok nè, nên bớt đi cho nó đỡ cũng tiền. Hồi nãy mình mua hàng chỉ tiền không chứ sao thấu. Handgun hả? Có cái súng nào? Desert Eagle nè. Cái là chè nè. Ok, mua thành công. Level 10. Ôi súng level nhắm. Cao không mà. Súng nhắm hả? Nòng nhắm hả? Nòng nhắm không biết mua nòng nhắm loại nào cơ. Nòng nhắm nào nó cũng mắc á. Thôi hiện tại là chưa mua được cái gì luôn á. Ủa là sao? Tại mấy cây ấy không à. Vãi. Mắc tiền không à. À, có cái giáp vest nè, 408 nè. À không, grip này là cái gì nhỉ? Mô thử cái này coi sao. Ồ, cái này hình như là cây cầm thì phải. Ok. Vãi. Nào nó cũng mắc như nhau. Mít là gì đây? Chắc mình sẽ mua cái loại này trước. Ôi rồi. Cái này Cobber không phải Red Dog Side chứ. Nòng nhắm nè. Trời ơi, 80.000 luôn ghê vậy, cái đó cái gì vậy? Quá tiền hả? Thêm cái nòng nhắm thanh nữa. Rồi, hay quá, mua xong hết tiền luôn. What the hell? Mày mua cái gì bển vậy? Nè mày coi nè. Mày đâu rồi? Đây. Nè đó, thấy chưa? Thấy không? Súng gì vậy? Thấy à, có nòng nhắm thanh nè. Hả? Có nòng nhắm thanh bắn cái chụt hả? Thêm laser nữa nè, thấy không? Có thêm laser nữa nè. Vãi. Laser của mình mày thấy rồi ba. Đi ra ngoài nè. Nè, ra đây nè, có mấy thanh niên đang ở ngoài nè. Giết. Rồi, quất đi. Oh no. Để xíu. Nó đang bắn tao. Trời, nó chạy vô luôn chứ. Phát máu, nó chạy ra, còn bắn tiếp. Bắn nó. Coi chừng chết nha. Ừ, tao còn 34 giọt à. Ok. Nó núp kìa, bắn nó đi. Còn nó núp luôn rồi. Nó núp rồi, còn hết máu luôn rồi. Để xíu.
Nó ra lại kìa. Nó ra nấp đi, nấp đi. Yeah, chết nữa. Đang bắn mà chui vô cái nòng súng người ta đứng. Bắn đầu luôn. Ồ vãi thiệt chứ. Mày còn nhiêu máu vậy cô? Hết máu rồi, còn 7 giọt. Vãi, đứng nó nảm nữa kìa. Ok, mình với Ka sẽ dùng video này tại đây thôi. Thì bạn nào thích cái video này thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh channel của mình với Ka. Và nhớ bấm cái nút chuông kế bên cái nút subscribe để nhận được video mỗi ngày nha. Chào mọi người. Bye bye mọi người. That's a friend.